Nhưng lần này thì Trần Thị Huệ đã khép lại trận đấu với pha dứt điểm rất ấn tượng. Sẽ là một tình huống thực hiện lại điểm số vừa rồi. Đang là 19 đều. Vẫn là một tình huống chắn bóng tốt của các vận động viên bên phía Galaxy Thái Bình. Hai pha block liên tiếp. Vị trí của Trần Thị Huệ đang gặp vấn đề với những pha nhồi bóng liên tiếp dành cho vận động viên này. Và ngay sau khi đẩy bóng đến vị trí của Papachaja thì mọi thứ đã thay đổi. Papachaja đã có được pha xử lý quá hay, rất nhẹ nhàng. Quả bóng như điền vào chỗ trống của Papachaja. Hai mươi 19 dành cho Vietinbank. Phương Quỳnh sẽ là người phát bóng. Nguyễn Thị Uyên. Cơ hội dành cho đội Galaxy của Thái Bình. Đó là pha block của các tay chắn bên phía đội Vietinbank. Pha tấn công liên tiếp của Vietinbank. Svetlana tấn công phía sau vạch 3m. Chưa thể ăn điểm. Rất tồi hộp. Lần này thì Thu Hoài đã thành công với tình huống xử lý từ bước 2 của mình. Thu Hoài đã có một lựa chọn chính xác. Và đây không phải là lần đầu tiên Thu Hoài làm điều này. Cú đẩy bóng ngay sang phần sân của đối thủ từ bước 2. 21-19. Đó là tình huống dứt điểm ra ngoài của vận động viên bên phía Galaxy Thái Bình. 22-19 rồi. Vietinbank đang đến rất gần với việc kết thúc trận đấu ngày hôm nay với chiến thắng 3-0. Nếu như Vietinbank giành chiến thắng trước Galaxy Thái Bình với tỷ số 3-0 thì việc họ trụng hạng là điều không thể bàn cãi nữa. Còn Galaxy Thái Bình sẽ vẫn còn một cửa phải xuống hạng nếu như họ thất bại trong trận đấu với Hà Nội. Trong khi đó thì Quảng Ninh giành chiến thắng trong hai trận đấu còn lại. Vẫn là Phương Quỳnh phát bóng cho đội Vietinbank. Đang là cách biệt 3 điểm và Galaxy Thái Bình sẽ phải nỗ lực rất lớn để có thể mang lại một sự khác biệt. Bây giờ họ đang phải là những người phải bám đuổi. Nguyễn Thị Uyên vừa rồi đã mang về điểm số tiếp theo dành cho Galaxy Thái Bình, 20-22. Nhưng Galaxy của Thái Bình sẽ cần phải chơi cực kỳ tập trung. Thêm một cơ hội tấn công dành cho đội Galaxy của Thái Bình. Pha chuyền quá sát lưới. Papachaja, đó là tình huống tấn công ra ngoài của tay đập người Thái Lan. Đã có những cơ hội để Vietinbank có thể tạo ra thêm khoảng cách. Đây là thời điểm mà Papachaja cần tỏa sáng thì cô lại không cho thấy được sự hiệu quả. 21-22. Những điểm số dành cho Galaxy Thái Bình rất quan trọng. Tình huống bỏ nhỏ của Trà Giang. 23-21. Là pha di chuyển và sau đó thực hiện tình huống tấn công rất hay của Trà Giang.
Rồi tấn công dành cho đội Việt Tiên Banh. Trần Thị Huệ, bóng chạm chắn và ra ngoài. Mespoy, cơ hội để Việt Tiên Banh có thể khép lại trận đấu ngày hôm nay với chiến thắng 3-0. Sự kỳ vọng của chúng ta về việc Galaxy Cố Thế Bình sẽ đưa trận đấu này vào set 5 đã gần như là không còn nữa. Ngày hôm nay thì Việt Tiên Banh đã chơi quá tốt và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã đưa họ trụ hạng thành công. Bóng chạm chắn, sau đó thì quá khó để có thể cứu lại được. Vừa rồi thì có lẽ là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã xin tạm dừng trận đấu. Đây là một điểm số rất quan trọng dành cho Việt Tiên Banh. Đội bóng của ông sẽ còn hai cơ hội để có thể kết thúc ngày hôm nay với chiến thắng trọn vẹn. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của Nguyễn Thị Uyên. Bước một chưa hiệu quả. Tình huống tấn công quá vội của các vận động viên bên phía Việt Tiên Banh. Cứu bóng hay, cơ hội kết thúc trận đấu này. Và đó là tình huống có điểm dành cho đội Galaxy Cô Thái Bình. Việt Tiên Banh bỏ lỡ một Mespoy. Lần này thì tình huống tấn công của Trần Thị Huệ đã trúng vào cột chắn. Rất hồi hộp. Và Pachaya vẫn chưa kết thúc. Nhưng lần này thì Trần Thị Huệ đã khép lại trận đấu với pha dứt điểm rất ấn tượng. 25-23 là điểm số quyết định trong ngày hôm nay ở màn so tài giữa Việt Tiên Banh và Galaxy Cô Thái Bình. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-0 mà họ cũng đã chính thức trụ hạng. Một trận đấu rất hay của Việt Tiên Banh. Xin được chúc mừng Việt Tiên Banh với tấm vé trụ hạng.